thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt để Huế nhớ Huế sâu, để Huế héo Huế gầy. Đi ruột xà, và cái kiểu làm nước, còn đây là muối xà, còn đây là ruột xà. Muối xà, ăn còn đây là ruột xà. Quyên, ngon quyên. Mà sao người nỡ đành bỏ dòng sông thương nhớ bơ. Đành xa Huế đành lòng quên sao anh, dòng sông con đó nhỏ vẫn nhặt. Thôi mày để dành một đêm bà xử. Thôi, ăn lát rồi mình về, còn gì mình ăn cái cá còn tao không? Có ăn cái gì á? Phải không anh? Đéo quá. Xin mời. Nhớ tới người vẫn tiếc nuối tháng ngày. Giới thiệu sơ những đặc sản quê chị đi chị. Cái gì nước chị đi chị? Bịt tra ba trôn tốn thiệt, xúc bị bên trá. Bầu chân chậm lại. Không phải là luộc mà là chân sớ quá, bị xối quá phải không? Chân ngọt, chân ngọt. Dạ chân ngọt, nó luộc luôn bị dư. Cái này là cải bọc pho tôm, cá đi me có em biết rồi, cái đi nhà em biết, heo luộc chấm với tôm đây, đặc sản của mẹ đây, tôm mắm tôm. Ok, kỷ niệm trước khi em thiếu anh đi nói chuyện bài bọc pho tôm sang ngang một chiếc đò thôi quá, dạ không. Anh nhận em đòi hay là lạ? Ngon lắm á. Thẩm nhưng mà ngon. Ngô mê chị này lên ngô mê. Không công nhận cái đi nghe. Dính vô tay vậy thôi nhưng mà ăn ngon ghê. À dễ ăn nha. Chấm ghê, chấm ngon ghê hả? Có nè, dạ. Nếu đi ngon anh ăn nghiện mới còn được chậm được thôi. Càng ghê á. Nếu anh em mà như ở Đà Nẵng mà ăn với lại bắp chua ngọt là bỏ tủ hả? Chứ tự nhiên với bán về bắp chua ngọt, cái này á. Ấy là mấy cái này nè. Đây là chấm mấy tiền đây ăn đuốc luôn nè. Có đây luôn anh. Cái này bên Đà Nẵng nó chậm mình bông cải mình. Chậm mình bông cải. Đúng rồi, công nhận có chấm với chấm thì ngon giảm ha. Có chậm được ruốc, có huyện nó chậm được ruốc. Nó có lan, nó muỗng, nó dên. Đó, chậm được ruốc. Nói chung là cái nước này chấm ngon, xuất sắc. Tàu kỳ. Ăn với mì mà ở quê mà ăn ở mùa nước lụt.
cơm ăn. Bảo có cảm nghĩa. Hai vợ chồng phải đi huyện mà đi hoài lên bao nhiêu chính chuyện mà quản đến biển. Quản đến 3 năm rồi. Còn đi làm chiều đi là sáng sau về rồi. Với lại bước mỗi quá mà nó xây dựng kỹ. Xe kiểu vô nó quá là cảm giác nó không phải là truyền thống, nó không được gia truyền như những hệ thống mình ít đi cao cũng hiểu anh đi cao cũng hiểu đây cô chị này đây cô chị này hiểu này. Ngang sông xin anh chớ quên Huế buồn em cho chị vô cái gì này và em nhé anh anh ơi một phố bên nhau cũng là muôn thuở xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Tình Thúy là tình đâu là tình Thúy vậy? Đây 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 đặt xa đi Huy này. Mưa ướt nên trên Huế hoang thân mưa lắm lắm gửi em bao kỷ niệm thuở Huế đó khắp Huế rộn tiếng hứa tiếng rau khoai chấm với lại mắm ruốc. Chào hai vị không bạc rau la chấm với lại nước ruốc.